13 thí sinh đã bốc thăm. Người ta kêu là học tài thi phận, đúng không? Hên xui nó đã có số. Tất cả là cũng hai chữ: định mệnh. Cho nên giúp chúng tôi một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn cho thí sinh đầu tiên. Em đang rất là rung. Một người đẹp rất dễ thương, rất duyên dáng. Xin quý vị chào đón thí sinh Kiều Trang. Lời đầu tiên, Kiều Trang xin được chào 5 vị giám khảo quyền lực cũng như tất cả các cô bác, anh chị có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Ca khúc mà Kiều Trang dự thi ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu, ca khúc có tựa đề Người Ngoài Phố. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
Một người đẹp, dễ thương, khác người đi ngoài phố như vậy, ai mà nỡ bỏ ngoài đường đúng không quý vị? Có ai nỡ bỏ ngoài đường không? Này ta nhốt trong nhà chứ. Cảm ơn thí sinh Kiều Trang đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Xin mời doanh nhân, người đẹp Vivi. Nếu mà nói để mà ngồi ở dưới đây mà nghe được em hát, không có nghĩ là em đi thi đâu. Cứ nghĩ là ca sĩ mà chuyên nghiệp đang đứng ở trên sân khấu hát. Em cảm ơn chị. Chỉ là biết ngồi dưới đây nói chữ wow, hay quá. Xin cảm ơn Vivi. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, xin hỏi là giám khảo Mạnh Quỳnh nghĩ sao nếu mà cái người này đi ngoài đường, mình có nên hốt về nhà không ạ? Ông hiểu tại sao lại em lại hỏi anh câu này mà trong lúc một vàng này giám khảo thì không hỏi, hỏi anh là sao? Không, tại vì thấy lúc nãy và thí sinh tôi hát thì anh nhìn quá, anh không có chớp mắt nên muốn hỏi anh trước. Đâu, chị thấy là Mạnh Quỳnh không có dám nhìn. Có gì cúi xuống nhắm mắt để nghe tiếng hát của Kiều Trang thôi. Thôi bây giờ thôi mời giám khảo Mạnh Quỳnh đi. Cái vòng bán kết vừa rồi thì em là một trong những thí sinh mà ban giám khảo đã có một cái đánh giá rất là cao cho cái tiết mục của em cũng như cái giọng hát của em. Thì đêm nay thì những giọng hát đó, những phong cách đó, em vẫn duyên dáng và thước tha trong chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam chúng ta, người Việt Nam chúng ta. Đó là một cái yếu tố cũng quan trọng trong cái gìn giữ cái truyền thống của Việt Nam mình. Trở lại chuyên môn thì hôm nay em chọn cái bài hát này là phù hợp với dòng nhạc bolero, rất là hợp. Tuy nhiên có thể là phần trình diễn mở đầu cho nên em có chút hồi hộp và hơi căng thẳng. Thì những cái nốt cao nhất em hít không có tới. Anh không hiểu tại sao là có thể là em lấy tông hơi bị cao hay sao thì anh không biết. Nhưng mà có thể lên nốt cao hay là mấy bữa nay lo lắng rồi sức khỏe không được tốt. Nhưng để ý vấn đề đó. Với lại vấn đề mà em chia câu rất cẩn thận ha. Thì anh chỉ có nhận định nhỏ nhỏ như vậy thôi, góp ý nhỏ nhỏ thôi. Chứ giọng hát em vẫn là một trong những giọng hát anh đánh giá rất là cao, là một trong những giọng hát của Bolero trong tương lai. Anh xin chúc mừng phần trình diễn của em. Em cảm ơn anh. Anh sẽ cho em số điểm là 9.75. Wow. Wow. Em cảm ơn anh nhiều. Em ơi, mở hàng 9.75. Wow. Rồi, mời giám khảo Hạ Vi. Với chị đó, em thật sự là một ca sĩ chuyên nghiệp rồi, không có còn là thí sinh nữa. Từ cái phong cách biểu diễn của em cũng như là cái giọng hát rất là mượt, rất là ngọt ngào, đậm chất bolero. Chị nghĩ là có thể là vì em là thí sinh đầu tiên cho nên em hơi nervous. Hôm nay thì em hát không có bằng lần trước, nhưng mà với chị là em vẫn rất là tuyệt vời. Chị nói luôn cái chỗ mà em hơi bị tí xíu đó, lúc mà em lên chị nước mắt vây quanh đó thì em bị tí xíu, nhưng mà không sao, chị rất là yêu em. Chị vẫn cho em số điểm rất là cao. Đợt trước thì chị cho em 10 điểm phong, nhưng mà hôm nay là 9.75. Một cái 9.75 nữa. Wow. Vô chung kết mà 9.75 là cũng là giỏi lắm rồi. Tranh thủ ôm chút xíu. Hồi nãy em thấy giám khảo Ngọc Huyền viết nhiều lắm. Dạ, xin mời giám khảo Ngọc Huyền ạ. Với cái nét đẹp thanh tú này, với cái nụ cười này, với chiếc áo dài, em bước ra là em đã hốt hồn chị rồi. Đúng không quý vị? Quý vị khán giả công nhận là Kiều Trang đã hốt hồn của chúng ta rồi không ạ? Quá rất là một cô gái Việt, thuần Việt mà lại hát nhạc bolero tuyệt vời. Khen em xong rồi, bây giờ thì cái vòng thi trước, cái bài Sương Lạnh Chiều Đông đó, thì em hát quá tuyệt luôn. Chị đồng ý với tất cả những gì mà anh Mạnh Quỳnh và chị Hạ Vi nói. Lúc đó chị đánh giá cái giọng em rất là cao. Chị nói là cái giọng hát của em như là thác, mà nó đang mùa khô. Em biết mùa khô làm gì có thác chảy, mà mùa khô đó mà thác, cái tiếng hát của em như là thác chảy xuống, mà nó làm dịu mát cả một cánh đồng. Chị thích cái giọng hát em như vậy đó. Nhưng mà có lẽ là vì cái luật chơi của The Bolero Star của chúng ta là các thí sinh phải bốc thăm, cho nên là ai bốc cái số thứ tự nào thì phải hát số thứ tự đó. Và chính vì vậy làm cho em nervous. Chứ chị nghĩ là cái giọng hát của em cao vút à. Chị nói là như thác đổ mà làm gì mà cái nốt nước mắt vây quanh mà em không hát tới. Và chị với Hạ Vi
cũng đồng ý với nhau. Cái vớt một em vẫn bị cái chữ mắc, mà cái vớt hai cũng vậy, và em nervous quá cho nên là em lên hổng tới. Chứ đối với chị cái giọng hát em vượt hơn. Chính vì vậy mà chị đồng ý với số điểm của chị Hà Vy và Mạnh Quỳnh. Chị tặng em 9.75. Dạ em cảm ơn chị. Một cái 9.75 nữa. Thì cũng như giám khảo Ngọc Huyền nói, ví Kiều Trang giống như một dòng thác đổ xuống những nơi hạn hán. Thì bây giờ không biết là nhạc sĩ Đồng Sơn sẽ nghĩ như thế nào, bởi vì nhạc sĩ Đồng Sơn rất là văn chương. Mời nhạc sĩ Đồng Sơn. À, chào em. Chào em, chào em. À, người ta nói là một giọng hát đẹp cũng giống như một người phụ nữ đẹp. Mình cần phải khen để mà họ không quên rằng là họ đẹp. Nhưng mà hôm nay em có cả hai. Em vừa đẹp mà em vừa có giọng hát đẹp nữa. Em cảm ơn. Giọng hát của em rất là mượt mà, mang mát và tình tự cho cái bài hát ngày hôm nay. Riêng về cái phần điệp khúc, giám khảo Ngọc Huyền, Hạ Vy và Mạnh Quỳnh, có người thì cho rằng em hát chưa tới, có người thì cho rằng tông hơi cao. Riêng anh cũng đồng ý về việc đó, và anh cũng nghĩ rằng đó là do em hơi bị rung. Bởi vì là người hát đầu cho nên là không có tập trung được cái điệp khúc, không có nhấn mạnh giống như cái bài hát của vòng trước của em. Vòng trước của em, cái điệp khúc em hát em nhấn rất là hay. Nhưng mà hôm nay anh rất hy vọng em sẽ làm chuyện đó, nhưng mà là em lại không đạt. Cho nên là so với phần trình diễn của vòng trước, anh không nghĩ rằng em có thể làm tốt hơn. Nhưng mà em vẫn có thể là một ngôi sao của Bolero. Và số điểm của anh sẽ được giấu, nhưng sẽ không khiêm tốn đâu. Em cảm ơn anh. Đó là một lời hứa hẹn. Chúc mừng em. Trời ơi, cô bé tai lạnh rung đổ toát mồ hôi luôn. Bỏ nhỏ là nhạc sĩ Đồng Sơn xài sang lắm. Không khiêm tốn là nó kinh khủng lắm đó. Dạ, yeah. Không biết được. Có thể là 9.75, cũng có thể là 10 chấm. We never know. Chờ đi em. Chờ đợi là hạnh phúc. Chúc mừng thí sinh Kiều Trang.